Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 2, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Bến Tre, lãnh đạo địa phương và gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa và dâng hương tưởng niệm 110 năm ngày sinh ông Huỳnh Tấn Phát, 15 tháng 2 năm 1913, 15 tháng 2 năm 2023 tại đền thờ thuộc xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đến viếng và dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát còn có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trương Mỹ Khoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cùng quý đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo quê tỉnh Bến Tre đang công tác tại các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Bến Tre, đại biểu và gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 1, 2, 3, 6, 7, 8. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, Huân chương Sao vàng, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết.